Thành phố biên giới Bengorod của Nga đã trở thành mục tiêu tấn công của pháo binh Ukraine ngày thứ Bảy liên tiếp sau khi lực lượng pháo binh Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bừa bãi khác vào Bengorod dạng sáng ngày 5 tháng 1. Hãng RT dẫn thông báo của chính quyền địa phương đưa ra dạng sáng ngày 5 tháng 1 cho biết lực lượng pháo binh Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công khác vào Bengorod, người dân được cảnh báo trú ẩn tại chỗ. Vừa qua nửa đêm ngày 4 tháng 1, Còi báo động đã vang lên khi lực lượng phòng không phát hiện và đánh chặn các tên lửa đang lao tới thành phố này. Thống đốc khu vực tiết lộ, lực lượng phòng không đã bắn hạ 10 tên lửa. Theo ông, hai thường dân đã được đưa đến bệnh viện vì trúng mảnh đạn. Người dân địa phương được cảnh báo ở yên trong nhà và tránh xa cửa sổ nếu có thể. Thị trường Ben Group cho biết thêm rằng, với nhiệt độ bên ngoài dưới âm 10 độ C, các đơn vị dịch vụ khẩn cấp đang làm việc xuyên đêm để khẩn trương khôi phục hệ thống sưởi của các căn hộ bị ảnh hưởng. Vụ nã tên lửa ngày 5 tháng 1 đánh dấu ngày thứ bảy liên tiếp, Ukraine tấn công vào Belgorod, thành phố cách biên giới khoảng 40 km. Mặc dù lực lượng Ukraine đã tấn công vào các khu vực biên giới của Nga trong nhiều tháng qua, nhưng vụ tấn công ngày 30 tháng 12 năm 2023 là sự việc nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột nổ ra giữa hai nước. Moscow đã cáo buộc Mỹ và Anh hỗ trợ Ukraine lên kế hoạch cho vụ tấn công này. Một nguồn tin an ninh nói với hãng RT rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đích thân chỉ đạo vụ thảm sát đó và nó được thực hiện bởi đơn vị Kraken có trụ sở tại Kharkov với sự tham gia của giám đốc tình báo quân sự kirin budanov nga đã đáp trả với hàng loạt vụ không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở công nghiệp quân sự và kho đạn dược của ukraine